Tụi bay, chuẩn bị có bến. Địa hình chỗ này được đấy. Đô đốc định dừng chân ở đây á? Tôi thấy chỗ này, trong khu rừng này có vẻ không an toàn đâu. Chỗ nào cũng kêu, vậy các ngươi muốn ở đâu? Đi mấy ngày nay rồi mới tìm được một bờ sông đủ rộng rãi. Bọn mày vào trong rừng xem có gì nguy hiểm không? Hả? Nhưng mà... Nhưng cái gì hả? Ừ. Còn mày? Dạ. Chiếu lại vài cảnh tập trước cho bọn khán giả nhớ lại. Dạ. Nếu ông muốn về phương quốc của mình thì bọn ta có thể giúp. Cảm ơn ông, nhưng tôi sẽ ở lại đây. Chúng mày có nhận ra người quen này không? Ta nhất định phải tìm ra thằng khốn nào đã gây ra chuyện này. Cách đây khoảng 3-4 ngày, em thấy có mấy thằng lính của lã Vasco lảng vảng ở đây. Nếu bệ hạ cho phép, thần hoàn toàn có thể thay thế thằng ăn hại kia chuẩn bị lại tàu thuyền. Thôi được, giao cho ngươi vụ này. Ngươi mau chuẩn bị đi. Ngươi sẽ đi cùng ta trong chuyến sắp tới. Cho dù ngươi không muốn, thì người độc đoán như thằng Vasco cũng sẽ tìm cách để ép ngươi đi cho bằng được. Ngươi bắt buộc phải đi. Chúng ta đang bị hải lưu cuốn trôi. Xem ra chúng ta có thể tạm dừng ở đây cho đến khi dòng hải lưu tan hẳn. Intruders! Đứa khốn! Mũi tên này có tẩm thuốc độc. Xem ra bọn thổ dân ở đây cũng không tệ đâu. Giờ chúng ta có thể đàng hoàng tiến vào trong làng. You! Đào! Lão khôn hồn thì ra lệnh thu quân về đây mau. Ta phát hiện ra quanh khu này vẫn còn một vài ngôi làng khác nữa. Các người thử nhìn xem lão giả này đang đeo cái gì trên cổ. Let go of me! Cướp hết vàng bạc lương thực, thiêu rụi ngôi làng này cho ta! Hurry up! Are we nearly there yet? We're almost there. How did you know that was a robbery? We were hunting in the forest. But suddenly, we heard a loud explosion. When we got to the fire, everything has been destroyed. So why didn't you go in there and investigate in Groly? We were... scared. What a bunch of cowards! Watch out! There is an alligator! Forest creatures are in panic. Looks like they're running from something. Hey! I see something in front of us! Such a horrible... What's happened here? Everything was burned. I can't find anything remaining. Is anyone alive? No. I can't believe this. Seems like this is really a robbery. And I noticed... Every house is messed up before they got burned. I don't think so. If this is really a robbery, the valuable items like animal pelts and weapon hasn't been taken away. Captain, when I gather the dead bodies, it's very strange. All of the gold earrings and necklaces have been taken away. That means the robbers came here for the gold? Probably. Who takes the gold instead of animal pelts? Maybe they don't like animal pelts. He's right. If the robbers came here for the gold, then maybe... Maybe we could find something over there, Captain. Even the last forest was destroyed. Unforgivable. Captain, I found this. What is that? This thing is white people's weapon. I don't get it. I think he's talking about the people come from the Europe. I thought the purpose was gold. Yeah. They destroyed this forest for what? I don't give a crap what they want. They will pay for this. This happened just a few days ago. They're not far away yet. We'll search along the riverside. Maybe we could find something remaining. Yes! Thế nào? Nước vẫn chảy xiết lắm. Vậy thì bao lâu nữa mới đi được? Tôi nghĩ nhanh cũng phải 2 tuần nữa. Cái gì? Đô đốc cứ coi như cả đoàn tạm nghỉ một thời gian đi. Từ lúc khởi hành đến giờ cả đoàn chúng ta đã được nghỉ ngơi gì đâu. Các người lạc quan quá nhỉ. Đại trưởng, bọn em cần thêm gỗ. Trần Thanh Lê. Dạ. Bọn mày làm việc ở đâu rồi? Dạ. Cái gì thế này? Toàn là dừa. Nhìn dọc bờ sông này còn cái gì khác đâu ạ? Sao lại không có gì khác? Chúng mày vào rừng chưa? Dạ, nhưng mà... Nhưng cái gì? Bố sẽ phạt chúng mày vì cái tội lười biếng. Ừ. Ủa kia, giờ là lúc đùa à?
Bắt này. Mày ném đi đâu thế hả? Trong rừng toàn là mấy con quái kỳ lạ. Có mấy nhóm đã mất tích rồi. Với lại dừa cũng ngon mà đô đốc. Quả này ở châu Âu đắt lắm đó. Được, đã thế, tớ sẽ phạt chúng mày phải ăn dừa từ giờ cho đến khi chúng ta rời khỏi đây. Đô đốc tha cho bọn nó đi. Hôm nay đội của tôi bắt được nhiều cá lắm. Cá ở vùng này ăn lạ nhỉ? Cả tuần toàn cá với dừa. Khí hậu thì oi bức, tớ phát điên lên được. Mày không ăn sao? Ở đây một thời gian nữa là quen thôi. Cả đoàn ai cũng mệt mỏi. Mày đừng cau có mãi như vậy. Một quý tộc như ta mà phải ăn lông ở lỗ như thế này, thật không thể chịu nổi. Đô đốc, có chuyện gì ạ? Lại cái gì nữa? Mấy thằng thổ dân trong buồng lại quậy tiếp. Nó cắn tao. Dạ đô đốc ạ. Cứ tỉnh táo là lại gây chuyện. Hả? What is that? Get away from me. Nhìn đây. Tờ bản đồ này chính là vị trí của chúng ta. Quanh khu vực này, tụi bay còn bao nhiêu ngôi làng nữa? You f***ing villain! You destroy my village! Kill my people! You're gonna pay for that! No matter where you are, the god of the sky will curse you to death! Lần nào cũng vậy, bọn nó không hiểu đâu. Ngày được bất công nữa. Bọn người này không hề hoang dã như người nghĩ đâu, Sojuri. Cứ đến ngôi làng của bọn chúng là đủ thấy. Bọn chúng cũng có hệ thống xã hội phân cấp bậc rõ ràng. Trong lúc đi đến đây, ta quan sát được rất nhiều cánh đồng lương thực, chứng tỏ bọn người này biết canh tác nông nghiệp. Cái này là lương thực á? Ăn dở ẹc, chắc là phải nấu chín lên mới ăn được. Cứ bỏ đói vài ngày nữa cho bớt hung dữ đi, rồi ta sẽ tra hỏi tiếp. Các người đi tạm nghỉ đi, sắp tới sẽ có rất nhiều việc phải làm đấy. Đô đốc, tôi nghĩ chúng ta không nên ở lại đây quá lâu đâu. Chứ các người tưởng ta muốn ở lại đây lắm à? Nhưng nếu có cái này thì chúng ta chịu khó một chút cũng được. Nhưng một chút vàng đó thật chẳng bỏ công. Sới tung ở ngôi làng nó lên mà chỉ tìm được con tường này. Vì bọn dân ở đây không biết giá trị của vàng nên mới không khai thác. Lục địa này chắc chắn là một mỏ vàng khổng lồ. Bản báo cáo này sẽ là thứ củng cố địa vị của ta trong hoàng tộc. Cái gì thế? Là bọn tổ dân. Bọn nó từ đâu chui ra vậy? Kill them! Bọn nó đông quá, đừng có để bọn nó lên được tàu. You're not getting away. You f***ing die. Go to hell. Thì chờ rút chuyện. Rút cục có làm thế nào mà chúng nó biết chúng ta đang ở đây? Đồ ăn hại. Sao bọn mày bảo là không có trại thổ dân nào trong rừng? Không có thật mà đâu đâu. Vậy tại sao bọn nó biết chúng ta đang ở đây? Không lẽ là... Đô đốc, là lửa trại. Hả? Chúng phát hiện ra chúng ta nhờ đống lửa trại. Tôi chẳng ai thấy gì, đằng sau. Hả? Ngươi, prepare yourself. Hả? Yo. Đây. Hey. Thế chưa? Ngươi có sao không? Chết tiệt. Burn their hearts. Make them pay for what they did. We will. Tất cả lên tàu. Sao? Chúng ta không có lợi thế chiến đấu trong rừng. Đừng mất thời gian nữa. Damn it. What kind of weapon is that? Fire arrows ready. Fire. Hả? Chạy mau. Tên lửa. Quý ơi, cái thùng đó là. Chuyện gì vậy? Cốn kiếp. Mấy thằng này, mau đi dập lửa. Nhanh lên. Hả? Chúng mày làm bố mày điên lên rồi đấy. Sẽ lên tàu nhanh lên.
Joe, bỏ đi, lên tàu mau. Joe, Joe, mày điếc à? Không đời nào tao thua bọn thổ dân này. Thôi được, chạy đi. Chết tiệt. Joe, thằng mất dạy. Mày cố tình phớt lờ tao đúng không? Giờ không phải là lúc cãi nhau đâu. Thế chả, tàu chúng ta đủ người rồi. Đi thôi. Tàu hỏng nặng lắm đô đốc. Chỗ thủng xuyên đến tận buồng tàu, nước bắt đầu tràn qua vách rồi. Kiểu này không sửa ngay thì không xong. Vậy chả lẽ lại phải dừng tàu lại. Nguyên thùng thuốc súng phát nổ mà lại. Hả? Ê, mày sao thế? Dừng lại, đừng có động vào nó. Để tao xem. Ở đây có vết thương. Khả năng là nó bị trúng tên độc của bọn thổ dân. Thế là nó chết rồi à, thuyền trưởng? Vết thương chỉ sượt qua nên chắc chỉ ngấm độc nhẹ thôi. Đưa nó vào trong rồi ta sẽ tìm cách điều trị sau. Dạ. Tất cả bọn mày xem lại xem có thằng nào bị thương không. Tạm thời cập bến vào hòn đảo đằng kia. Thế nào? Có sửa lại được không? Đầu tiên là phải phá lỗ thủng này lại. Nhưng tìm đâu ra gỗ phá tàu ở khu rừng này? Các người tính toán nhanh lên, không nên ở lại đây lâu đâu. Bọn thổ dân vẫn đang đuổi theo chúng ta. Con sông này cách không xa chỗ cũ đâu. Người có nói nữa thì ta cũng chịu. Vậy trách nhiệm của người ở đâu hả? Nhiệm vụ đội của người là gia cố tàu thuyền cơ mà. Cầm mồm, toàn bộ người của ta đã chết sạch trong trận vừa rồi. Nếu không tại ngươi phớt lờ lệnh rút lui thì cả đoàn nó không phải chịu thiệt hại lớn như vậy. Đừng có đem ta ra để bao biện cho sự kém cỏi của các ngươi. Bọn ta kém nhưng cũng không đến nỗi nhìn thấy bọn thú rừng là cong đuôi lên chạy. Ăn nói cho cẩn thận, nhìn lại xem vừa rồi ai mới là kẻ chạy trốn. Rút lui là mệnh lệnh, ngươi đừng nghĩ rằng ai cũng vô kỷ luật như mình. Bọn ta thật đen đủ mới phải làm đồng đội với một kẻ như ngươi. Loại thuyền trưởng hạng bét như ngươi mà cũng dám nói nặng với ta như thế à? Lẽ ra ngươi nên chết dưới tay bọn thổ dân thay cho bọn thủy thủ mới đúng. Mày nói cái gì hả? Tao sẽ cho mày biết ai mới là kẻ đáng chết. Ngươi dám? Như thế đủ chưa? Đánh nhau cả đêm ngày hôm qua rồi chưa đủ à? Mọi việc càng ngày càng rối. Thật không biết sắp tới sẽ như thế nào đây. Chúng ta sẽ lên đường tới châu Phi ngay. Hả? Dòng hải lưu đã yếu đi nhiều rồi. Đô đốc, từ đây đến châu Phi cũng phải cả tháng. Thiệt hại từ trận đêm qua vẫn còn chưa khắc phục xong. Ta đã chán ngấy lục địa này rồi. Cứ chặt gỗ cây trong khu rừng và tạm con tàu bị hỏng lại. Đến châu Phi, chúng ta sẽ tìm nơi sửa tàu sau. Tụi bay mau di rời toàn bộ nhu yếu phẩm và vũ khí trên con tàu này sang tàu khác. Dạ. Chúng ta phải khởi hành trước tối ngày mai. Thằng nào mà ngủ gật thì đừng có trách tao. Đô đốc, thế còn bọn tù binh này thì sao? Chúng ta không còn việc gì cần đến bọn này nữa. Lôi ra ngoài bắn. Rõ. Thời tiết có vẻ đẹp đấy. Francisco, bao giờ để chuẩn bị xong? Tôi sẽ cố gắng sắp xếp xong xuôi trong sáng nay. Diego, bảo bọn nó nhanh tay lên. Nếu cứ lề mề thì trời sẽ tối mất. Tôi biết rồi. Chuyển hết đồ lên tàu chưa? Dạ, cũng sắp hết rồi ạ. Nhưng trong khoang vẫn còn nhiều chỗ trống lắm thì chưa. Từ từ để ta sắp xếp. Bên tàu này xong hết chưa? Dạ. Thời điểm này hướng gió khá thuận lợi. Tôi nghĩ lượt về sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Liệu cố gắng khởi hành ngay trong hôm nay được không? Tôi cũng nghĩ chúng ta nên đi càng nhanh càng tốt, để phòng hướng gió đổi chiều. Tốt. Ta cũng không muốn ở lại đây lâu hơn nữa. Đô đốc, vua của Kiwa đến ạ. Chào bệ hạ. Sao các vị chuẩn bị đi mà không thấy báo gì với ta? Xin lỗi bệ hạ, tôi định chuẩn bị xong mới đến gặp ngài. Tiếc gì, từ tập 6 đến giờ tôi mới gặp lại các vị mà giờ đã phải chia tay rồi. Bọn ta sẽ còn quay lại đây còn nhiều mà. Đô đốc, mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ. Ngài Nova, đoàn của ngài đã có kế hoạch gì nếu gặp hải tặc chưa? Tôi đã chạm mặt bọn chúng một lần trước khi đến đây rồi mà. Nhưng lần này rất khác đấy. Kể từ lần đụng độ với đoàn của đô đốc, các vụ tấn công diễn ra ngày càng thường xuyên hơn. Ngài nhìn đây thì rõ. Đây là thiệt hại sau trận đuổi nhau với bọn chúng hôm vừa rồi đó. Đội hải quân của ngài yếu vậy sao? Chưa chắc đội của thuyền trưởng nó mạnh hơn ta đâu. Theo một vài nguồn tin của ta gần đây, bọn cướp này còn hoạt động ở các vương quốc gần đây nữa. Ngoài ra, có báo cáo rằng người Ả Rập cũng xuất hiện trên các tàu hải tặc. Có nghĩa là bọn Ả Rập và bọn cướp biển đang cấu kết với nhau. Rất có thể. Bọn cướp này gần đây bành trướng mạnh như thế, rất có thể là có sự hậu thuẫn của người Ả Rập. Thực lực của bọn chúng không còn giống như trước, nên đô đốc đừng có chủ quan.
gây sự với bọn chúng là có ngày chết mất xác đấy nhá, Diego. Tôi sẽ lưu ý việc này. Cảm ơn đội trưởng và bệ hạ. Hẹn gặp lại. Rob bảo sao? Đi đường vòng ư? Như thế chứ bao giờ mới về đến nơi? Từ đây về đến Bồ Đào Nha cũng không còn xa lắm đâu. Nhưng không việc gì phải vội. Nhưng như thế thì thời gian về sẽ bị kéo dài hơn so với dự định ban đầu. Chậm thì cũng chỉ vài tuần thôi cùng. Nhưng mà sao phải thế? Đô đốc muốn tránh bọn hải tặc. Sợ quái gì vậy? Bọn ấy yếu xỉu. Bọn chúng không còn yếu như lần gặp chúng ta đâu. Tốt nhất nên chủ động tránh đi thì hơn. So với việc phải đi đường vòng thì lôi thôi với bọn đấy có khi có mất thời gian hơn. Còn nếu chẳng may mà vẫn gặp thì ta cứ xin gia nhập băng nhóm với bọn chúng cho vui. Mệnh lệnh là như thế, đừng có hỏi cái gì nữa. Từ lúc đoàn của ta đi đã hơn một năm rồi. Chết rồi. Tàu chúng ta càng ngày càng ít người. Tao cũng sắp nghèo đến nơi rồi. Một tháng rồi mà vẫn chưa thấy đất liền đâu. Đừng lo, trời nóng như thế này có nghĩa là chúng ta đang ở vùng biển châu Phi rồi. Nhưng bọn em kiệt sức đến nơi rồi. Ê, hết nước rồi. Thì vào trong kho mà lấy. Có thế cũng là toán lên. Không, tiết kiệm thôi. Ở trên con tàu này không còn nhiều nước đâu. Nhưng mà người kia hết nước rồi thì nhịn chỉ đến khoảng 2 ngày nữa mới được mở thùng nước mới. Cái gì? Chờ đến 2 ngày nữa thì bọn tao đã thành cái xác khô rồi. Đồ tham ăn tục uống. Vậy thì trong 2 ngày tới sống kiểu gì đấy hả? Không, bên này không thừa nước. Không thừa cũng phải chia. Người bên tàu của tao sắp chết đến nơi rồi. Thế thì kệ tàu bọn mày chứ. Bây giờ mà thiếu nước thì bọn ta cũng ốm theo luôn. Xuân Chê, người thật quá quắc. Dám cho người sang tàu ta làm loạn. Tất cả các tàu đều đang thiếu nước chứ có phải mỗi tàu của ngươi đâu. Tàu của ta là hạm đội lớn. Tàu của ngươi là tàu nhỏ làm sao mà dùng nhiều nước bằng bọn ta được. Chứ không phải là tàu bên ngươi dùng nước quá lãng phí à? Một ngày tàu của ngươi dùng hết những 2 thùng nước, trong khi đã thống nhất là các tàu chỉ được 2 ngày một thùng. Ta không nói nhiều với ngươi nữa. Một là mình tàu các ngươi tự động chứa nước ra đây, hai là bọn ta sẽ tự vào lấy. Mày muốn đánh nhau à? Được, đằng nào thì mấy ngày nữa mà không vào được đất liền thì cả lũ cũng chết. Thôi ngay đi. Các ngươi đừng có để ta phải sang đó. Đúng là không ra gì, mới thiếu một chút nước đã ngậu lên. Thằng nào mà khát quá thì múc nước biển uống. Tình hình này mà kéo dài thì sẽ loạn mất. Kho chứa nước của chúng ta đã bị vụ nổ phá hỏng. Một tuần nữa mà không vào được đất liền là chúng ta nguy thật đấy. Người kém cỏi hơn ta nghĩ đấy, Ataide. Không khí oi bức như thế này, từ giờ đến tối kiểu gì cũng có mưa to. Hả? Thật á? Có mưa thật rồi. Thùng đâu? Mang hết thùng rỗng ra đây. Đúng cho đầy vào. Tụi bay chuẩn bị sẵn sàng đi. Cơn mưa này chính là báo hiệu rằng đất liền đang ở phía trước. Kế hoạch mà ta dự định giờ là lúc thực hiện. Chuyến đi này không chỉ là cơ hội để nâng cao vị thế của đoàn Vasco trong hoàng gia, mà còn là tương lai của cả vương quốc Bồ Đào Nha. Chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này, cho dù có phải liều mạng. Các người rõ chưa? Rõ. Francisco, người đang làm gì thế? Tôi thấy có một đoàn tàu ở đằng kia. Người bị chập mạch à? Mưa bão như thế này. Mấy thằng kia, tàu trôi mất bây giờ. Chưa chưa, ngài vào trong đi, ở trên này nguy hiểm lắm. Có thể ngài nhìn nhầm đó. Không đi vào sâu hơn được rồi. Về thôi, nếu đốt hết thì ra nhặt tiếp. Nha. Ướt như thế này làm sao mà cháy được? Mưa thì chảy ướt, cứ đốt một lúc là cháy thôi mà. Mưa to thật. Chúng ta đang ở đâu vậy? Vị trí hiện tại của chúng ta là một hòn đảo thuộc phía tây nam châu Phi. Bọn em đi xung quanh hòn đảo này rồi, không có người sống ở đây đâu. Thì có nghĩa là chúng ta là những người đầu tiên tới đây hả? Ta sẽ đặt tên cho hòn đảo này là Saint Helena. Mưa lạnh thật. Bọn mày đã neo tàu chắc chưa đấy? Có lẽ sáng mai sẽ tạnh mưa thôi. Chúng ta phá tàu bằng gỗ tươi. Trận mưa lần trước là mục hết rồi.
thế này thì buộc phải tháo ra để vá lại. Nhưng mà hoang mạc thế này thì tìm đâu ra gỗ? Đô đốc, đằng nào chúng ta cũng chưa đi ngay được. Số nước hứng được từ cơn mưa tuần trước sắp hết rồi. Bọn kia xem chừng không trụ được lâu nữa đâu. Tụi mày mau đi lấy nước về đây. Hả? Tìm đâu ra nước ở xe mẹ khô cằn thế này? Thế nên bố mày mới bảo là đi tìm. Không tìm được nước thì đừng có vác mặt về đây. Ôi chết mất. Cả răng kia. Mày nhìn kỹ chưa? Nhìn nhầm mấy lần rồi đó. Chắc chắn luôn mà. Vừa nãy nó cũng nói vậy. Xong đi mãi có thấy hồ nước nào đâu. Nhưng có thật hay không thì cũng phải đi mới biết được. Chẳng lẽ quay về? Mẹ chết mất. Ê. Yeah. Đúng là hồ nước rồi. Mang thùng tới đây nhanh lên. Vùng này khô hạn thế này. Và sao không có người nào sinh sống. Đủ nước rồi. Về thôi. Nhưng mà chỗ neo tàu ở hướng nào nhỉ? Không thằng nào nhớ đường về sao? Đừng lo, vẫn còn dấu trận của chúng ta ở đây. Cứ đi theo cái này là về được thôi. Khoan đã. Đây chỉ có mỗi dấu chân. Chúng ta có mang theo cả xe kéo mà. Sao không thấy dấu vết bánh xe? Nhưng ở đây có mỗi chúng ta. Không dấu chân của chúng ta thì của ai? Ê, mấy thằng kia. Bọn mày là ai? Câu đấy phải để bọn tao hỏi mới đúng. Bọn mày là ai? Từ đâu đến? Cái gì đấy? Mày định làm gì? Lực xác cái thùng đó cho tao. Tưởng gì? Toàn là nước. Mày thì nước. Thế mà cứ tưởng cái gì báu bở lắm. Mày. Bọn mất dậy. Mày chết tao. Cho nó dám. Láo tuyết. Cho bọn nó một trận. Chạy được. Mày. Chạy được. Mày chạy đâu? Trời sắp tối rồi. Bọn mất dậy. Chúng mày sẽ phải đền tiền cái thùng nước cho bọn tao. Lục người nó xem có tiền bạc hay gì không. Hả? Bọn nó ở đằng kia kìa. Đâu? Chúng mày giỏi lắm. Đợt bọn nó quay lại kìa. Tìm chỗ trốn mau lên. Cho bọn nó thành tổ ong đi. Súng của bọn mình đâu? Để trên tàu cả rồi. Ai mà nghĩ được là sẽ gặp bọn mày chứ. Ê. Hả? Bọn nó có súng. Trốn mau. Chúng mày ra đây. Hả? Thấy đạn rồi. Chạy mau. Đuổi theo. Không cho bọn nó thoát. Khi nào kết thúc nhiệm vụ, ta sẽ tổ chức cho bọn chúng một lễ hậu sự thật tử tế. Còn bây giờ các người mau đi chuẩn bị đi. Con tàu này thì bây giờ định như thế nào? Ở hoang mạc này không có gỗ. Ataide nói rằng hắn biết một vài ngôi làng ở bờ biển này. Tôi nghĩ chúng ta nên tới đó xem sao. Thế cũng được. Vậy thì chúng ta sẽ đi luôn trước khi trời tối. Dạ. Nhưng mà vẫn còn mấy thằng chưa về. Bọn nó lấy nước ở tận đâu mà lâu thế nhỉ? Vài tiếng nữa mà không thấy chúng về thì cử người đi tìm. Ta sẽ phạt bọn ăn hại đó vì cái tội về muộn. Thằng nào dám? Đâu đâu, cứu bọn em. Chuyện gì thế kia? Kia là bọn nào? Dám bắn tao à? Hả? Sống lên. Không xong rồi. Chạy mau. Này thì chạy. Đồ khốn. Có mấy thằng chạy thoát rồi. Tôi sẽ cho người đuổi theo ngay. Không cần đâu. Rốt cuộc bọn chúng là ai thế nhỉ? Bọn này là người Ả Rập. Ở quanh đây mày còn bao nhiêu người nữa? Thằng khốn. Đợi người của ta quay lại. Rồi mày sẽ biết hậu quả của việc dám bắt trói bọn tao. Chứng tỏ doanh trại của bọn chúng cách đây không quá xa. Bọn Ả Rập này không đùa được đâu. Chúng ta phải đi thôi. Bọn mày có chạy lên trời. Khi nào mà bọn mày vẫn còn quanh quẩn trên lục địa này thì còn lâu bọn mày mới chạy thoát khỏi tay bọn tao. Thế hả? Cảm ơn đã cảnh báo nhé. Dù sao việc chạm trán với bọn mày ở châu Phi này đã nằm trong tính toán của tao cả rồi. Nhân tiện, tao sẽ để lại một lời nhắn. Bây giờ mang dây thừng đến đây. Chúng ta đi thôi.
Đâu? Bọn nó đâu? Có đúng là chúng cập bến ở đây không? Vậy sao không thấy gì cả? Việc xảy ra từ lúc chiều, có lẽ chúng chạy mất rồi. Vậy chả lẽ nó bắt cả người của ta lên tàu? Bọn chúng đông người như vậy, chắc chắn là vẫn còn dấu vết để lại. Tìm kỹ xem nào. Sao thế? Nhìn thấy bọn chúng rồi à? Hả? Đô đốc, ở phía trước. Chuẩn bị cập bến. Ngôi làng này có vẻ ít người. Sao ngươi biết chỗ này? Ta và ngài Capra từng cập bến ở đây. Vậy đây là đâu? Chỗ này thuộc vùng ngoại ô của vương quốc Mozambique. Mấy thằng kia, chúng mới nhìn cái gì? Hút ngay không bố mà cho vài phát bây giờ. Chúng ta đang ở trong lãnh thổ của họ. Ngài đừng làm gì gây chú ý thì tốt hơn. Bọn nhà quỷ. Cũng may là khu này có người. Đoàn chúng ta cũng đang cần bổ sung thêm vài thứ. Có người muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ quay về đúng giờ. Chả thể tranh thủ thời gian này để hoàn thiện tấm hải trình. Sao lại không bán? Ngài thông cảm, cửa tiệm của tôi không nhận thanh toán bằng vàng. Lạ nhỉ, vàng mà không nhận. Thế thì bọn dân làng ở đây trao đổi bằng cái gì? Chắc phải qua hàng khác xem sao. Chúng ta đi mấy cửa hàng rồi đó. Này vị đại nhân. Hả? Thanh kiếm ngài đeo ở hông trông lạ thế, cho tôi xem được không? Đẹp thật, ta chưa từng thấy có thanh kiếm nào được chế tác tinh xảo như thế này. Nếu ngài đồng ý, ta có thể nhận trao đổi cái này thay cho tiền. Ý ngài thế nào? Ông nói thật đấy chứ. Bán thanh kiếm đi rồi thì thuyền trưởng lấy cái gì dùng? Trong kho còn đầy kiếm. Cũng sắp muộn rồi, về thôi. Người bảo sao? Bọn chúng đã cập bến tại một ngôi làng ở phía nam. Hay lắm. Tập hợp đội hình mau. Chúng ta sẽ dẫn tàu tới đó ngay bây giờ. Đại ca, chờ chút đã. Bọn này không vừa đâu. Đại ca thấy nó ra tay với người của ta như thế nào rồi đó. Bọn nó đang nấp trong làng. Chúng ta mà gây ồn ào, bọn hải quân mò đến thì cũng rách việc. Hải quân ở vùng này chỉ là bọn vô dụng. Đành là thế, nhưng để xảy ra mâu thuẫn với bọn chúng thì cũng phiền. Em đang nghĩ ra cách bắt bọn chúng mà chúng ta không cần phải đích thân ra tay. Cách gì? Bây giờ là lúc chúng ta phải nhờ cậy đến đồng minh rồi đấy. Vậy là coi như đã giải quyết được vụ thiếu nước. Chúng ta sẽ đi luôn chứ, đô đốc. Sắp tối rồi. Cứ nghỉ qua đêm nay, sáng mai đi tiếp. Đô đốc, ngài không ngủ sao? Ta không buồn ngủ. Vậy đô đốc có cần giúp gì không? Khí hậu ở đây nóng quá, tôi cũng không ngủ được. Lần trước người đến đây, người có điều tra về quy mô dân số hay tình hình chính trị không? Đô đốc, việc thăm dò tình hình tại đây liệu có cần thiết không? Chúng ta đang bị chậm lại hẳn so với kế hoạch ban đầu. Sao lại không cần thiết? Châu Phi này là một địa điểm quan trọng cho tương lai của Bồ Đào Nha. Ta phải nắm được càng nhiều thông tin càng tốt. Ngươi không cần phải thức cùng ta đêm nay đâu. Cứ đi nghỉ đi. Ngày mai sẽ có rất nhiều việc đấy. Dạ. Như vậy? Cái quái gì vậy? Chuyện gì vậy? Là bọn Ả Rập. Nhưng nhìn có giống người Ả Rập đâu. Đô đốc, bọn chúng là hải tặc. Chúng ta phải đi khỏi đây ngay. Đi thôi. Ký hiệu trên cánh buồm kia không thể sai được. Ngày hôm đó có chết ta cũng không bao giờ quên. Đuổi theo, không để bọn nó thoát. Nguy rồi. Hay lắm. Bái như nhục nhã. Hôm nay ta sẽ trả lại cho bọn mày gấp 10 lần. Mau vào vị trí, mang thêm vũ khí ra đây. Dạ. Mày phản công. Bọn chết tiệt này. Dừng hẳn lại đánh cho đàng hoàng chứ đô đốc. Không, tiếp tục di chuyển. Thấy chưa? Đô đốc, ngài định như thế nào đây? Cứ chạy mãi như thế này sao? Hạ buông xuống. Hả? Bọn chúng không còn quân tiếp viện đâu. Bây giờ đến lượt bọn ta. Lùi lại một chút. Bọn nó đang hạ buông xuống kìa. Chắc là không chạy được nữa chứ gì. Đây là cơ hội của chúng ta. Hey.
bọn rồi đại ca. Sao bọn nó khác hẳn vừa nãy? Bọn lực tấn công. Thiên trưởng, có chấn động ở hướng tây. Lại là bọn cướp biển đó chứ không ai. Đi thôi, hôm nay chúng ta phải bắt bằng được bọn nó. Bên kia chìm rồi. Cứu. Làm sao qua đó bây giờ? Bọn mày phải to gan lắm mới dám sinh sự với Vasco này. Bắt sống chúng nó, rõ chưa? Ta sẽ tự tay cắt lưỡi từng thằng một. Đô đốc, cẩn thận. Chết tiệt. Chuyện quái quỷ gì thế hả? Ngài làm thủng san tàu rồi. Nó vẫn còn đồng bọn à? Bọn hải tặc kia. Quân của tao bao vây vùng này cả rồi. Mà mày không chạy được đâu. Cái gì? Mày dọa ai hả? Trời. Chuyện gì vậy? Chúng đang đánh nhau với ai thế? Kia là tàu của bọn hải quân. Cái gì? Chạy mau. Ê, bộ kia, ai cho chúng mày chạy? Chết này à? Đâu đâu, mày không sao chứ? Bọn khốn này nhiễu thật. Đã thế ông sẽ giải quyết bọn mày trước. Đô đốc, dừng lại. Chúng là hải quân ở vùng này đó. Cái gì? Sao ngươi biết? Húp. Hải quân à? Vậy thì trên tàu của bọn chúng chắc chắn sẽ có thuốc men và vũ khí. Mang thêm đạn ra đây. Dạ. Dừng lại, chờ một chút. Hả? Bọn chúng ngừng bắn rồi. Bọn tôi đầu hàng. Vậy ra mấy người không phải là hải tặc. Bọn tôi là thương nhân đến từ châu Âu. Tôi bị hải tặc tấn công nên buộc phải nổ súng tự vệ. Thương nhân á? Bắt đầu khám xét con tàu này cho ta. Dạ. Con tàu nát bét thế này chắc là bị bọn hải tặc phá hả? Nhưng nếu là trận từ vừa nãy thì làm sao đã sửa chữa kỹ như thế này được? Thương nhân gì mà trong kho toàn là súng ống hạng nặng. Sao? Có thấy gì lạ không? Dạ. Hắn nói dối á. Ngà tay đi. Ủa? Đúng là ngà tay đi rồi. Ngài không nhớ tôi sao? Ngươi là... Xin lỗi các vị, ta đã thất lễ. May cho các vị là trong đàn của ta có người nhận ra người quen. Suýt nữa thì đánh nhau to rồi. May cho các ông thì có. Ở vùng biển này đang thường xuyên bị hải tặc cướp phá. Các vị điên rồi hay sao mà lại ra khơi vào nửa đêm như thế này? Ai ra khơi đâu, bọn mình bị phục kích chứ bộ. Vậy đoàn các vị định ở lại đây trong bao lâu? Bọn ta đang có kế hoạch di chuyển vào trung tâm thành phố. Thế thì đúng là hôm nay các vị gặp may rồi. Đi theo ta. Bọn hải quân chết tiệt. Cái gì? Bọn nó chạy thoát rồi ư? Dạ, nói chính xác thì là bọn hải tặc chạy thoát thì đúng hơn. Nếu không có bọn hải quân xen vào thì giờ này bọn cướp biển đã quy tiên cả rồi. Bọn cướp biển đó đúng là chỉ được cái mồm. Đại ca đừng giận. Thua keo này, ta bày keo khác. Bọn hải quân đang dẫn đường cho bọn chúng đi về hướng thành phố. Em đoán, bọn chúng sẽ đến để bái kiến lão vua Mozambique. Nếu như thế, thì chẳng phải chúng ta còn dễ dàng theo dõi hơn sao? Cứ chờ để xem tiếp theo bọn chúng sẽ làm gì. Xin lỗi bệ hạ, thật lại để bọn hải tặc chạy mất. Thôi, không có thiệt hại gì nhiều là may rồi. Còn mấy người này là ai? Dạ, mấy vị này là... Chào bệ hạ, chúng tôi là sứ thần đến từ Bồ Đào Nha. Hả? Bồ Đào Nha á? Bệ hạ, kia chính là người tên là Taide đó. Ồ, là người mà tên Caproa cứ đòi đi tìm đấy hả? Thế mà bọn ta cứ tưởng ngài chết rồi. Bọn họ còn xây cho ngài một ngôi mộ đó. Ngài muốn đi xem thử không? Dạ. Mà tên Caproa đâu? Sao ta không thấy ông ta? Bọn tôi đang rất gấp, thưa ngài. Trên tàu của tôi có vài thuyền viên cần được chăm sóc. Mấy chuyện này để nói sau được không? Hả? Thế hả? Bây đâu? Mau chuẩn bị cho bọn họ một căn phòng riêng. Ngài thô lỗ quá đó. Chào mừng các vị đã đến Mozambique. Mấy thuyền viên trên tàu của họ thế nào rồi? Dạ, thầy đã sắp xếp cho bọn họ ở một điện riêng rồi ạ. Để cảm ơn ngài. Tụi bây, mang vào đây. Dạ. Hả? Gì đây? Đoàn của ta sẽ tạm trú ở Mozambique này một thời gian. Hy vọng ngài sẽ giúp đỡ. Ta chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì tinh xảo như thế này. Đó là loại châu báu hạng nhất của Bồ Đào Nha, do đích thân Vasco này lựa chọn. Chỉ cần một chỗ nghỉ chân thôi mà tặng ta đồ giá trị như thế này sao? Ta cũng xin trình bày luôn.
đây là lần thứ hai Vasco này quay lại châu Phi này. Mặc dù lần trước không ở lại đây lâu, nhưng đủ để ta nhìn ra, vương quốc này là một nơi đầy tiềm năng. Ta vẫn chưa hiểu lắm. Lần này ta quay lại để thương thảo về một việc. Người Bồ Đào Nha bọn ta đang có kế hoạch mở một tuyến hàng hải thông thương đến Ấn Độ dọc qua bờ biển châu Phi này. Và Mozambique này là một địa điểm quan trọng trong kế hoạch. Ngài nói rõ hơn đi. Chuyện rất dễ hiểu. Tất cả các trạm giao dịch bọn ta thành lập ở châu Phi này sẽ là điểm dừng chân, cung cấp đồ tiếp tế cho các đoàn tàu thương mại của Bồ Đào Nha. Nhưng đương nhiên trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ Ấn Độ, bọn ta cũng sẽ nhập khẩu các loại hàng hóa và tài nguyên khai thác được ở châu Phi này. Nếu vương quốc Mozambique này hợp tác với bọn ta sẽ phân chia lợi nhuận, không để cho vương quốc của ngài thiệt thòi. Thậm chí, lợi nhuận mà ngài có thể thu về còn lớn gấp trăm lần số kho báu kia. Nhưng tại sao? Theo ta biết, phương Tây các vị trước nay vẫn thông thương tới phương Đông bằng đường bộ cơ mà. Con đường trước đây của bọn ta đã bị phong tỏa bởi chiến tranh. Chi phí vận chuyển bằng đường bộ cực kỳ đắt đỏ. Mỗi chuyến hàng chẳng lời lãi được bao nhiêu. Chưa kể, các thương nhân thường xuyên bị chiến tranh và cướp bóc rình rập. Hiện tại, việc khai thác tuyến đường biển đến Ấn Độ là độc quyền của người Bồ Đào Nha bọn ta. Vì thế, bọn ta rất cần sự hợp tác của các quốc gia châu Phi như Mozambique. Không biết ý kiến của ngài thế nào? Lời đề nghị của Đô Đốc thật sự rất hấp dẫn. Nhưng thật khó để suy nghĩ. Ngài cần suy nghĩ thêm về vấn đề gì? Việc xuất khẩu thương mại tại Mozambique này đã bị kiểm soát bởi người Ả Rập suốt hàng trăm năm qua. Nếu bây giờ có một tộc người khác chen chân vào đây, rất dễ xảy ra xung đột. Nói thế có nghĩa là ngài sợ bọn Ả Rập? Như ta vừa nói, giờ châu Phi này đã quen làm ăn với người Ả Rập. Cứ cho là ta đồng ý với đề nghị của Đô Đốc, nhưng người dân và các thương nhân ở đây chắc chắn vẫn sẽ ưu tiên người Ả Rập hơn là các vị. Còn nếu xét về nhìn nhận của riêng ta, thì người Ả Rập dù có phần hung dữ và vô kỷ luật, nhưng họ cũng chưa bao giờ có bất kỳ hành động phá hoại nào. Họ đóng thuế cho triều đình của ta chưa bao giờ thiếu một xu. Mọi việc đang yên bình như vậy, cớ gì ta lại muốn mọi thứ rối tung lên chứ? Bảo sao vương quốc này lại lạc hậu như vậy? Hả? Nếu không có xung đột thì không thể phát triển. Tư duy an phận là lối tư duy thất bại mà người phương Tây bọn ta không thể chấp nhận được. Ngươi... Đô Đốc, ngài nói gì thế? Một vấn đề có thể nhìn nhận theo nhiều cách. Có thể cách giải quyết vấn đề của ta hợp lý với vương quốc của ta, nhưng lại không hợp lý với vương quốc của ngài. Quan điểm khác biệt như vậy, ta e là chúng ta khó mà hợp tác được. Còn thùng châu báu này, ta e là... Ngài phải nhận. Hả? Ngài sẽ phải nhận số cống vật đó. Vasco này không quen nghe lời từ chối. Đô Đốc, trước mặt bệ hạ của ta, những lời vừa rồi thật không thể chấp nhận được. Đội trưởng, ta không quan tâm ông chấp nhận hay không. Hàng chục hạm đội của ta vẫn đang chờ ở bên ngoài. Nếu muốn, ta hoàn toàn có thể cho cảng biển của ông thành tro bụi chỉ trong một giờ. Chĩa khẩu súng đó vào mặt ta thêm một giây nữa là ông sẽ hiểu là ta không hề hăm dọa. Hạ súng xuống, không được thất lễ. Bệ hạ, đừng hiểu lầm. Ta đương nhiên là không muốn làm vậy với đối tác của Bồ Đào Nha trong tương lai thôi. Như ngài vừa nói, thì vấn đề giữa chúng ta là bọn Ả Rập. Vậy thì việc của ngài lúc này, đó là nhận số cống vật đó, chấp nhận lời đề nghị của ta. Còn việc dàn xếp với bọn Ả Rập như thế nào, đó là việc của ta. Ta hứa, nếu đồng ý hợp tác với ta, ta sẽ không để cho vương quốc của ngài phải chịu bất kỳ một thiệt hại nào. Còn nếu ngài vẫn khăng khăng không muốn đồng ý hợp tác với ta, thì ta sẽ phải tìm một cách khác để khiến ngài phải đồng ý. Như thế được chưa? Ta cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Cứ thông thả, thưa bệ hạ. Dù sao thì bọn ta vẫn còn ở lại đây một thời gian. Ta chờ câu trả lời của ngài. Một tên vô lại, biết thế không dẫn bọn nó đến đây. Hắn đã kế hoạch như vậy ngay từ đầu, thì kể cả không có các người dẫn đường, trước sau thì hắn cũng tự mò đến đây thôi. Lão vua đã nói như thế thì rõ ràng là không muốn nhận lời. Việc của ta tiếp theo đó là tạo một lý do thúc đẩy lão ta phải nhận lời. Đối với những kẻ nhát gan thì cái hay nhất vẫn là thị uy bằng vũ lực. Thanh toán bọn Ả Rập, ta nhổ được cái gai trong mắt. Còn lão vua thỏ đế đó sẽ phải van xin để được làm đồng minh với ta. Đúng là một viên đạn trúng hai con chim. Ông chủ, cho ta hỏi, sườn gỗ của ông có loại gỗ nào như thế này không? Đây là gỗ gì mà trông lạ thế? Tàu của chúng ta được đóng ở châu Âu, làm sao tìm được loại gỗ tương tự ở châu Phi này được? Cũng đúng.
Rồi ông tìm cho ta loại nào có chất gỗ gần giống thế này thôi cũng được. Vậy để ta vào trong kho xem. Giúp ta nhá. Sao Đô Đốc không nhờ lão vua tìm thợ sửa tàu giúp luôn nhỉ? Nói rồi, nhưng lão vua đó lề mề quá. Thà chúng ta chủ động cho nhanh. Có mà lão ta không muốn giúp thì có. Ta cũng đoán vậy. Dù sao thì những việc như thế này chúng ta cũng nên tự lo lấy thì hơn. Hả? Loại này được chứ thưa ngài? Không có loại nào tốt hơn à? Loại này là tốt nhất xưởng của tôi rồi đó. Thôi dùng tạm đi. Ta đã đi khắp các xưởng gỗ ở khu này rồi còn gì. Đành vậy. Ông ta hẹn chiều sẽ cho vận chuyển số gỗ đến. Bây giờ chúng ta cứ về thôi. Chị chàng, đợi bọn em với. Cái gì thế này? Ta bảo chúng mày đi mua thuốc men với vật dụng y tế cơ mà. Thuốc men ở đây toàn là rễ cây và đất. Cái đó làm sao chúng ta dùng được? Ở chỗ lạc hậu này, không có mấy thứ chúng ta cần đâu. Về thôi, mấy cái đó tính sau. Một con tàu đó chắc phải chứa được hàng trăm người. Quân của bọn chúng đông như thế kia cơ mà. Nhưng mà sao bọn chúng không neo tàu ở bờ biển của bọn hải quân mà lại chọn chỗ ở xa thành phố thế nhỉ? Ấu! Sao thế? Tên kia nhìn thấy chúng ta rồi. Đâu có. Mày nhầm rồi. Gã đó nhìn mặt mũi bặm trợn dễ sợ thật. Để ý kỹ thì cũng có mấy tên ăn mặc khác bọn còn lại. Chắc mấy thằng đó là đội trưởng. Nó mới nhớ. Mà cái nhớ nhóm chúng ta theo dõi lúc chiều có một thằng mặc áo tím không? Sao tao không thấy nó ở đây nhỉ? Tìm tao à? Hả? Mấy thằng ô này đã bám theo chúng ta suốt từ lúc ở ngoài phố. Có khi bọn này và lũ chúng ta gặp ở phía nam là cùng một nhóm. Không ngờ chúng bám theo chúng ta đến tận đây. Ai đã ra lệnh cho chúng mày? Hả? Nó ngất xỉu rồi. Chả khả, mất thời gian. Nó đã theo dõi chúng ta đến tận đây. Trước sau gì đồng bọn của chúng nó cũng sẽ tự xuất đầu lộ diện. Hôm nay bị tao bắt ở đây, coi như số chúng mày đen vậy. Ngươi định làm gì vậy? Xử bọn nó chứ còn làm gì nữa. Đừng có làm bậy. Bọn Ả Rập này đang được lão vua Mozambique bảo hộ. Thế thì sao hả? Chúng chủ động theo dõi ta trước mà. Lý do đó đâu có đủ để ngươi hành quyết bọn chúng. Hả? Ý của ngươi là ta phải chờ cho đến khi chúng nó kéo nhau đến đây, bao vây khu bến cảng này, sau đó hạ sát từng người một trong đội của ta thì mới gọi là đủ lý do hả? Ngươi có nhớ bọn chúng đã làm gì chúng ta lúc ở bờ biển phía nam không? Lúc đó khác. Ở đây không phải hoang mạc, mà là một vương quốc có luật lệ đàng hoàng. Lão vua đã sẵn không có thiện cảm với chúng ta. Vậy mà bây giờ ngươi còn định gây chuyện, rồi hậu quả sẽ thế nào hả? Thế hả? Nhưng bọn Ả Rập này khiến ta cảm thấy bị đe dọa. Đây hoàn toàn là hành động tự vệ. Để xem lão vua già đó sẽ nói gì. Không thể để bọn này sống được. Dừng lại. Dừng tay lại đi Sô Chê. Hả? À, tay đi nói cũng có lý. Giờ khử bọn này ở đây chỉ mang lại nhiều rắc rối hơn. Vậy ngài định thả bọn chúng đi à? Ta sẽ thả, nhưng thả có kế hoạch. Dậy! Dậy mau! Tỉnh chưa? Đem bức thư này về, đưa cho thằng đại ca. Ta cho tụi bay 3 ngày để trả lời thư. Trong vòng 3 ngày nữa mà chưa thấy có thư phản hồi thì đem xác đồng đội về chôn. Rõ chưa? Bọn khốn kiếp. Giờ sao? Có nên đưa bức thư này cho đại ca không? Đâu thể giấu ông ta chuyện này được. Nhưng chỗ này cách xa doanh trại lắm. Đành phải đi bộ thôi. Mặc đồ vào rồi đi theo bọn chúng. Nóng thế này mặc áo dày vậy sao chịu nổi? Nắng ở đây đủ biến một mày thành cá khô đấy. Khát nước quá. Sao về đến nơi chưa? Còn xa lắm. Sao bọn khốn đó không thả chúng ta gần doanh trại một chút nhỉ? Thế này thì thà bị bọn chúng giữ làm con tin còn đỡ khổ hơn. Không biết là nó viết cái gì trong này nhỉ? Hay là mở ra xem. Mày điên à? Dù sao đây cũng là thư gửi thủ lĩnh. Đọc lén là chết với ông ta đó. Ta cũng sắp chết khát đến nơi rồi. Khát nước muốn chết đi được. Bọn nó đi lâu lắm rồi đó. Rốt cuộc doanh trại của bọn chúng ở đâu nhỉ? Trời sắp tối rồi. Đúng là không có gì cực khổ bằng lang thang ở sa mạc này. Ê, uống vừa thôi. Mày định uống hết cả phần của bọn ta à? Cầm mồm lại. Dạ. Này, mày có nghe thấy tiếng gì không? Thấy gì đâu. Kia là. Ê. Hả? Sao bọn mày lại lang thang ở đây? Đưa bọn ta về gặp thủ lĩnh.
khẩn trương lên. Kia là người của bọn chúng sao? Chúng ta mất dấu rồi, làm sao bây giờ? Cứ đi theo dấu xe ngựa này là được thôi. Có xe ngựa xuất hiện ở đây, chứng tỏ doanh trại của bọn chúng không còn xa đâu. Đồ ăn hại! Bọn mày trinh sát kiểu gì mà lại để bọn nó bắt được hả? Dạ, xin lỗi thủ lĩnh. Đại ca, nó viết những gì trong thư vậy? Nó ép chúng ta phải trả 100 lượng vàng để chuộc lại con tin. Mày không cần đợi đến 3 ngày đâu, tao sẽ dẫn quân ra đó ngay bây giờ. Khoan đã đại ca, chúng vẫn đang giữ con tin. Việc cần thiết lúc này là giải cứu con tin trước. Mặc xác nó, hành động bất cẩn như thế thì chết cũng đáng. Ngài đừng nói như thế, nếu bỏ rơi con tin thì tinh thần của cả đội sẽ bị ảnh hưởng. Người nói thì hay, vậy bây giờ kiếm đâu ra 100 lượng vàng? Đại ca cứ bình tĩnh, trước mắt chắc chắn bọn chúng chưa hại người của chúng ta ngay đâu. Từ từ thì em sẽ nghĩ cách. Không ngờ doanh trại của bọn chúng lại ở giữa sa mạc như thế này. Xem ra cũng không quá rộng như ta nghĩ. Ở kia có tàu neo. Nhưng bằng kia tàu thì có vẻ hơi ít. Bọn này có vẻ hoạt động nhiều vào ban đêm. Thiên trưởng, em để ý ở đằng kia rất lạ. Khu trại ở đằng kia có nhiều lính canh hơn ở chỗ khác. Chắc đó là trại của tên thủ lĩnh. Hoặc có thể đó là kho vũ khí. Kể ra thì trại của bọn chúng cũng nhỏ, chắc quân số cũng không đông lắm. Không đông, nhưng bọn chúng có doanh trại rải rác ở khắp lục địa này. Bọn này bánh trướng ghê thật. Ê bọn kia, đang canh gác sao lại ra đây? Có muốn bị phạt không hả? Chúng ta bị phát hiện rồi. Chưa đâu. Nhưng sớm muộn gì, bọn kia cũng sẽ nhận ra là thiếu người. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Kéo nó ra ngoài xe ngựa. Rõ. Ê, bọn kia nó làm cái gì thế nhỉ? Có thấy gì đâu, trời tối quá. Chắc là bọn nó đi tè. Đi tè theo nhóm à? Ai mà biết. Gần đây xảy ra toàn mấy chuyện kỳ quái. Đây, rời mau. Tỉnh chưa? Đây là đâu? Đội trưởng, mày... Bọn mày là ai hả? Lúc người bắt nó về đây có kẻ nào nhìn thấy không? Không, nhưng lúc này có lẽ doanh trại của nó cũng đã nhận ra là thiếu người rồi. Thằng Ả Rập kia. Cái này là cái gì? Không chịu khai hả? Có gì lạ sao đâu đốc? Lúc chúng ta chạm trán với hội ở phía nam, ta có để ý có một thằng đeo một cái huy hiệu giống hệt thế này. Thế thì sao? Ngươi không thấy lạ sao? Tại sao chỉ có một mình nó đeo mà mấy thằng kia lại không đeo? Chắc chắn là cái huy hiệu này có một ý nghĩa gì đó. Bây giờ mày có khai không? Hả? Trời, thằng đó tới số rồi. Được. Về đâu, mang kìm đến đây. Dạ. Bẻ hết răng của nó cho tao. Dạ, cái đó là... Là cái gì? Đó là huy hiệu của các đội trưởng. Nó nói tôi mới nhớ, lúc tôi quan sát, mỗi khu đều có một thằng đeo một cái huy hiệu như vậy. Còn gì nữa thì khai nốt màu. Có thấy gì không? Dạ không ạ. Lần nào đi đêm cũng phải để ý bọn cướp biển. Đã đóng phí bảo kê hàng tháng rồi mà thi thoảng chúng vẫn xin điệu vài thùng hàng. Thật tức chết đi được. Dù sao thì nhờ bọn chúng bảo kê, mới không có kẻ nào dám đến đây làm ăn cạnh tranh với chúng ta. Cứ nhường nhịn bọn chúng một chút không thiệt đâu. Biết là vậy, nhưng mà... Mà kể cũng lạ, mới tuần này không thể có đoàn cướp biển nào cả. Ừ nhỉ, hồi trước hầu như ngày nào chúng ta cũng gặp. Chắc bọn nó bận đi nghỉ mát. Nguy rồi! Chuyện gì vậy? Bọn hải tặc à? Sao lại như thế được? Bơi mong đầu hàng đi. Có phải cướp biển? Vậy bọn chúng là ai? Làm gì đi chứ? Đây là tàu chở hàng, làm gì có vũ khí? Hình như có tiếng gì nổ ấy nhỉ? Chắc là tiếng sóng biển. Ê tụi bay, bọn mày có thấy đội trưởng bên tao đâu không? Ai mà biết được. Lạ thật, hôm ta đi suốt từ tối ngày hôm qua đến giờ rồi. Chắc là bận đi tè à? Ê! Chuyện gì vậy? Nó chạy ra bến cảng xem nào. Hả? Thế này là thế nào? Người. Chào ngài thủ lĩnh. Bọn nó đang giữ người của chúng ta. Dừng lại. Lão già này có vẻ biết điều đấy.
Xin tự giới thiệu, ta là Vasco, thủ lĩnh của hải quân Bồ Đào Nha, cũng là người đã viết bức thư cho ông đó. Thằng khốn, thì ra là mày. Mày nói là 3 ngày cơ mà. Nhưng đột nhiên ta lại đổi hứng muốn gặp ông ngay cơ. Rốt cục là mày muốn gì đây? Ta nhớ là đã ghi rõ điều ta muốn trong lá thư rồi mà. Bọn ta đào đô ta 100 lượng vàng chỉ trong một ngày hả? Sao lại 100 lượng? Ban đầu giá 100 lượng là để chuộc một thằng. Có lúc này trong tay ta đã có đến hàng chục thằng. Đương nhiên là giá phải khác chứ. Giá bây giờ là 1.000 lượng. Cái gì? Mày dám đùa với tao? Ông bảo ai nói đùa? Đồ khốn! Không được! Nó chưa chết đâu. Ta đã tránh chỗ hiểm ra rồi. Lão nhìn mặt ta giống người vui tính lắm hả? Thế nào? 1.000 lượng vàng lão có đồng ý hay không? Một số lượng vàng lớn như thế, làm sao mà có ngay được? Thế thì bao lâu thì ông chuẩn bị xong? Ít nhất cũng phải 2 tuần. Nhưng Vasco này không thích chờ đợi lâu thế. Ta có một thỏa thuận hay hơn cho lão đây. Thay cho 1.000 lượng vàng, ta cần lão viết cho ta một tấm lược đồ vị trí phân bố các doanh trại của người Ả Rập trên khắp châu lục này. Tất nhiên là phải chi tiết cả lực lượng, quân số của từng khu trại nữa. Mày nói thì dễ, mày có biết châu Phi này rộng lớn đến thế nào không? Thông tin về các doanh trại Ả Rập hầu như thủ lĩnh nào cũng có. Bọn con tin này đã cho ta biết cả rồi. Ta cho ông 3 ngày để thu thập thông tin và tóm tắt tấm lược đồ. Sau 3 ngày nữa mà vẫn chưa xong thì ông biết hậu quả đó. Tạm biệt. Thật khốn kiếp. Ta chưa từng bị làm nhục như vậy trong đời. Tất cả là tại ngươi. Chỉ vì tiếc rẻ một thằng lính quèn. Nếu ta mà chủ động tấn công từ trước thì chúng ta đã không rơi vào cảnh này rồi. Đại ca đừng nói thế. Bọn chúng mạnh như vậy, chắc gì nếu chủ động đánh trước thì chúng ta sẽ thắng. Hắn giao hẹn là 3 ngày, đủ thời gian cho chúng ta kêu gọi cứu viện từ cách doanh trại gần đây. Thần kinh của ngươi có vấn đề gì à? Gần đây cũng là vài trăm cây số, trong khi hắn chỉ cho chúng ta có 3 ngày. Cứu viện chạy đến nơi thì người của ta đã bị giết sạch rồi. Trong số con tin, có đến 3 thằng là đội trưởng cấp cao. Lần này rõ ràng không thể hành động bừa bãi được. Vậy chúng ta sẽ giao cho hắn tấm lược đồ sớm hơn hạn giao hẹn. Ý ngươi là sao? Tấm lược đồ này chưa đầy đủ. Đây mới chỉ là ghi lại vị trí các doanh trại trong phạm vi ở Mozambique. Dạ, thủ lĩnh vẫn đang viết. Bảo bọn em mang trước một phần đến cho ngài đỡ sốt ruột ạ. Đô đốc, bọn chúng có lý đó. Ở châu Phi này rộng như vậy, muốn ghi được hết cũng phải cần thời gian. Thôi được, tao tạm chấp nhận. Dạ, vậy bọn em về ạ. Từ từ đã, một thằng ở lại đây. Hả? Chúng mày nghĩ gì? Ta hẹn lão ta là 3 ngày. Hôm nay là ngày thứ 2 rồi mới ra được một phần tấm lược đồ. Một thằng ở lại làm con tin vì cái tội trễ hẹn. Báo với lão thủ lĩnh, ta cho lão ta thêm 2 ngày nữa để hoàn thiện tấm lược đồ. Trễ một ngày, ta sẽ khử một thằng. Và tụi mày không cần phải mang đến đây nữa. Tao sẽ đích thân đến tận doanh trại của bọn mày để lấy. Mày nghe rõ chưa? Rõ chưa? Dạ, rõ. Rồi quyền kiểm soát châu Phi này sẽ là của người Bồ Đào Nha. Cái gì? Bọn chết tiệt này đúng là được nước làm tới. Đại ca, dù sao thì chúng ta cũng đã kéo dài được thời hạn rồi. Mong là đội cứu viện sẽ đến kịp. Còn bao nhiêu ngày nữa thì đến? Dạ, nhanh nhất cũng phải 4 ngày nữa. Nhanh nữa lên. Lão chú đáo thật đấy. Cho người ra tận đây đón bọn ta. Người của ta đâu? Yên tâm đi, chúng vẫn mạnh khỏe ạ. Hôm nay chúng có được thả hay không là tùy thuộc vào ông đó. Sao? Thế tấm lực đồ đâu? Đi theo ta. Khoan đã, nếu xong xuôi rồi tại sao lão không cầm ra đây mà có bắt bọn ta phải đi theo lão vào trong làm cái gì hả? Thôi được rồi. Tiện thể ta cũng muốn xem bên trong khu doanh trại này thế nào. Nhưng mà cứ cử một nhóm ở lại ngoài này để canh gác, đề phòng lão ta giở trò gì đó. Sojue, nhóm người ở lại canh bên ngoài. Ataide, đội của ngươi sẽ theo ta vào trong. Rõ. Thế nào, ta đã làm hết mọi thứ như người yêu cầu rồi đó. Thế hả? Lão đang đùa với ta đúng không? Lão tưởng ta mới đến châu Phi này lần đầu à? Ta đương nhiên là không thể nhớ chính xác mọi thứ. Nhưng ta chắc chắn số lượng doanh trại Ả Rập mà ta đã gặp trong chuyến đi lần trước nhiều hơn nhiều so với những gì lão viết trong này. Tấm lược đồ này là giả. Lão dám lừa ta.
Lão dám lừa ta à? Lão định lừa ta đúng không? Trong đó có chuyện rồi, từ đã. Đủ rồi, cho ta thêm 5 ngày nữa, ta sẽ viết lại. 2 ngày. Hả? Nội trong 2 ngày nữa mà lão vẫn chưa ra được tấm lược đồ đầy đủ, thì mỗi một ngày trễ, ta sẽ xử một thằng để trừng phạt cho hành động láo toét vừa rồi của lão. Ta sẽ tịch thu kho vũ khí của doanh trại này. Ngươi, để cho lão hết đường bày trò. Lấy hết cho tao. Khốn kiếp, thật không thể chịu nổi. Đại ca, come on. Hôm nay đã trễ hẹn một ngày rồi. Thế thì cứ theo kế hoạch mà làm thôi. Vứt nó ra trước cổng doanh trại. Kia là chết tiệt. Hôm nay vẫn chưa thấy gì. Xem ra lão thủ lĩnh đã bỏ mặc tụi mày thật rồi. Ê, đô đốc đã không có ở đây. Ngươi định giở trò gì vậy? Chúng đã quá hẹn 2 ngày rồi, việc này đâu cần đợi lệnh. Vậy nếu chậm khoảng chục ngày nữa thì chẳng lẽ ngươi định cho bọn chúng chết hết sao? Đừng nói chục ngày, nếu không gây áp lực thì có đến sang năm lão ta chưa chắc đã chịu giao tấm lực đồ. Vậy ngươi lấy gì đảm bảo nếu hành quyết hết bọn chúng thì lão ta sẽ viết tấm lực đồ nhanh hơn? Nếu bọn này mà chết thì không, tất cả rồi, mọi liều lĩnh của chúng ta từ trước đến nay đô đốc đâu còn ý nghĩa gì nữa. Dạ, đô đốc đang ở trong cung thăm khám mấy thằng bị bệnh. Gọi ông ta về đây nhanh lên. Dạ. Chúng ta sẽ còn ở lại đây trong bao lâu nữa đô đốc? Không cần vội vàng, ta cũng đang có một vài việc chưa hoàn thành ở đây. Chúng ta đến đây lâu chưa? Bọn mày ngủ không biết gì luôn hả? Nói mới nhớ, sáng nay lão vua có đến đây, nhưng lão ta không nán lại đây lâu, chỉ tạt qua xem người của chúng ta rồi đi luôn. Có vẻ lão ta đang sốt ruột lắm đây. Cứ đợi đấy, sắp tới lão ta sẽ còn được chứng kiến nhiều điều hay ho hơn nữa. Đâu đâu, ngay về bến cảng mau lên, có chuyện rồi. Tất cả các doanh trại của bọn Ả Rập này đều liên kết với nhau. Khu trại này đang bị chúng ta bao vây. Đột nhiên một khu mất liên lạc, trước sau gì người của trại khác cũng sẽ đến đây để điều tra. Rồi đến lúc đó, người sẽ phải ước là mình đã làm những việc này sớm hơn. Nếu như thế thì chúng ta càng cần bọn chúng. Nếu không có bọn chúng thì chúng ta lấy cái gì để thương lượng và trao đổi? Vậy theo ngươi là chúng ta nên chờ cho đến khi bọn chúng đến đây, rồi sau đó van xin quỳ lạy lão ta giao tấm lực đồ hả? Ngươi không hiểu là việc sử dụng bạo lực lúc này chỉ khiến chúng ta gặp bất lợi nhiều hơn thôi. Đô đốc đã xử đến 3 thằng rồi đó, vậy mà có gì thay đổi không? Rõ ràng vụ này chúng ta là kẻ chủ động. Nếu vụ này mà đến tai lão vua Mozambique, chúng ta thậm chí còn không còn cơ hội để làm bất kỳ điều gì ở đây nữa. Ta dứt khoát không để ngươi sát hại lũ con tin này. Đừng, thưa trưởng. Sô Chuê, mày làm cái quái gì thế hả? Không có cách nào khác giải quyết được chuyện này ngoài bạo lực. À tay đi, ngay từ đầu ta đã cho rằng việc cho ngươi lên tàu là một sai lầm. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối, ngươi có tránh ra không? Nếu không, nếu không thì sao hả? Bỏ súng xuống mau. Đô đốc, bộ ngài không thấy gì sao? Từ đầu chuyến đi đến giờ, tên khốn này liên tục cản trở chúng ta. Nếu còn giữ hắn ở trong đoàn, ai mà biết được trong tương lai liệu chúng ta sẽ còn gặp những khó khăn gì nữa. Ta bảo ngươi hạ súng xuống. Đừng bắt ta phải nhắc lại mệnh lệnh đến 2 lần. Sojue, bỏ khẩu súng đó xuống mau. Đô đốc, tôi... Đừng, đô đốc. Việc xích mích mâu thuẫn giữa các người thế nào, ta không quan tâm. Nhưng trong đội của Vasco này, việc chĩa súng vào đồng đội là không thể chấp nhận được. Một khi đã là thuộc hạ của ta, thì thằng nào sống, thằng nào chết là do ta quyết định. Sotue, vừa rồi ngươi định qua mặt ta đúng không? Xin lỗi đô đốc, tôi hơi nóng. Cút ngay cho khuất mắt ta. À tay đi, ta không muốn chuyện này xảy ra lần hai. Ngươi theo chân thằng Capra lâu như vậy, ngươi có hiểu lý do vì sao nó liên tục gặp thất bại không? Thằng đô đốc của ngươi bị ta loại ra khỏi chuyến đi này, không phải chỉ đơn giản là ta không ưa nó đâu. Thằng Capra luôn là một kẻ bị động, trong khi đây là một nhiệm vụ quan trọng. Nếu muốn chiếm ưu thế, chúng ta bắt buộc phải chủ động. Sự nhân nhượng sẽ không giúp ngươi đạt được mục đích. Nhớ cho kỹ điều đó. Tôi xin lỗi đô đốc về chuyện vừa rồi. Ngươi cũng khó bảo lắm, Ataide ạ. Dù sao hắn nói cũng có lý. Cứ tiếp tục tàn sát bọn này chỉ là vô nghĩa. Để ta thử cách này xem sao.
Đội trưởng, lại là bọn chúng. Yên tâm, ta không làm gì đâu. Chỉ đến đây hóng mát tí thôi. Kia là... Hôm nay nắng to đấy. Vào báo cho lão già viết cái lực đồ nhanh anh lên trước khi bọn nó thành cá khô. Bọn ác ôn. Thả bọn chúng ra. À, chiêu này hiệu quả nhanh hơn ta nghĩ. Cầm lấy tấm lực đồ này rồi cút. Lão bất lịch sự quá đấy. Thả người của bọn ta ra mau. Khoan đã. Tại sao tấm lực đồ này chỉ viết đến khu vực vương quốc Melindy? Mày muốn biết gì thì đến đó mà hỏi. Melindy cách đây cả mấy ngàn cây số. Ngay cả ta cũng chưa đến đó bao giờ. Làm sao ta biết được ở đó có cái gì mà viết? Thế thì lão lại lặp lại sai lầm lần trước rồi. Nếu không giao được ra đây tấm lực đồ đầy đủ thì toàn bộ người của lão đều phải chết. Mày, đồ lừa đảo. Rodri, hãy quyết tất cả bọn tù binh cho ta. Rõ. Thật không thể nhịn được nữa. Tụi bay, xông lên, liều mạng với bọn chúng. Vào vị trí. Thiêu rụi khu trại này cho ta. Thằng khốn. Ờ, ông vẫn chưa chết à? Dù mày sẽ phải trả giá cho toàn bộ chuyện này. Rồi không chỉ doanh trại này của lão đâu, tất cả các doanh trại của người Ả Rập trên đất châu Phi này rồi sẽ bị quét sạch. Dù sao, ta cũng xin cảm ơn lão về tấm lược đồ. Hehehehehehehe.